Mẫu bàn tay này ngày xưa vợ chồng lấy nhau hai bàn tay trắng chả có gì cả. Đúng rồi này. Cực lắm. Như sau bao Chị nhiêu năm tàn tiện, chắt bóp, chịu khó. Bây giờ dư được một mớ con. đúng rồi. Đấy, là cũng gọi là có chút của ăn của để cũng đã đỡ rồi. Không có Vâng. vất vả như ngày xưa nữa. Ông chồng chị thì chịu khó, biết phấn đấu, biết lo Đúng rồi. lắng đấy. Nhất chị đấy còn gì nữa, còn đòi hỏi gì nữa. Không, cái đấy chị thấy đúng rồi. Chị bằng lòng với cái điều đấy mà. Đấy, bình thường đấy, chị xem nhiều video của em thì thấy toàn thấy những cái gia đình nó cám cảnh, toàn là chồng cờ bạc rượu chè trai gái. Đúng rồi. Nhưng mà ông xã chị thì rất là chịu khó, làm được bao nhiêu đem về cho vợ cho con hết, quá sướng rồi còn gì nữa. Đúng rồi, anh Đó. ấy không, những cái tệ nạn đấy này không có, nói Đấy. chung anh chịu khó, nhưng mà có điều là Hơi khó làm tính. xong nhiều cái anh, đúng rồi, nóng tính lắm. Khó tính lắm. Bảo Vâng, thủ, cứng nhắc, hiểu đúng chưa? rồi, chính Đấy. xác. Ví dụ giao cho anh một cái công việc gì thì anh sẽ làm cho xong thì thôi. Nhưng mà để mà tính toán xa hơn hay là để mà triển khai cái gì nó rộng lớn hơn, ủ mưu tính kế thì không không biết. Đúng rồi, Vì anh thế ấy, tức là đúng rồi, tính anh như thế đấy, tính đi làm nhau, hộ tính tính anh nó chỉ là có đi làm lính thôi. đúng Đấy, sai đâu làm rồi, đó, ok làm tốt mà tính toán xa hơn thì khó có lắm, bởi vì những người nóng tính, trực tính, thẳng tính họ không có thể làm lớn được. đúng rồi, Nhiều khi cái làm tính lớn cách thất bại. vâng có số làm lính làm sao đứng ra làm chủ được. Rồi. Vì thế chị phải dìu dắt ông ấy, chị bảo ông ấy như thôi bây giờ mình làm sao mà đủ phước để mà gặp người vừa chịu thương chịu khó, không chơi bời, lại còn tính cách, lại còn hiền dịu nữa, nhẹ nhàng với vợ con nữa thì mơ không thấy. Cái đấy chị đúng rồi, chị bằng lòng với những cái đấy mà. Vâng. Số chị sau này được nhiều về con cái tốt, sau này sẽ sinh con đàn cháu đống. Rồi. Lên Nhưng cho các mà cháu đi xuất ngoại hết đi nhé. cho xuất ngoại á. Đúng. Rồi, thế tí chị sẽ hỏi về các cháu. Thế còn thì chị cũng muốn hỏi là mấy năm vừa rồi chị cũng có mua mảnh đất ấy. Tức là mình cũng vay, gần như là vay, nhưng mà cuối cùng là mấy năm vừa rồi nó cũng thị trường nó bị xuống như thế, thì em xem hộ chị. Không sao, không có gì phải lo lắng. Rồi Nói đâu chung là hai vợ đó, chồng cũng gồng lên nhiều lắm. dạ rồi đâu đó mọi thứ sẽ ổn. À thế Tầm à. vài năm là sẽ trang trải được hết. Sang năm tới công việc làm ăn nó sẽ tốt hơn. 3 năm vừa qua là 3 năm tam tai mà, chị mua đất vào cái lúc mà nó đỉnh. Đúng, chính xác đấy. Nhưng mà em thấy Đỉnh. cố gắng mà giữ lấy nó, kinh tế chị sẽ làm được và bù được vào. Đến bây giờ cũng gọi là vẫn cũng là ổn một chút, nhưng mà có nghĩa là mình cũng đỡ hơn một tí, nhưng mất 2 3 năm trước là khủng hoảng lắm, dữ lắm, hai vợ chồng vất vả nhiều lắm. Cũng gỡ được hết. Ê, rồi cũng làm được, không có gì phải lo. Rồi cũng trả được hết Vâng. nợ nần thôi. Mọi thứ công nợ nó đang trong tầm kiểm soát chứ không phải là ngoài tầm kiểm soát nhé. Hàng ngày vẫn có những cái thu chi vào, bù đắp được về công nợ, bù đắp được về tiền lãi, tiền lời, không sao. Đúng rồi, anh ấy cũng chịu khó lắm, thức khuya dậy sớm anh ấy làm chịu khó, anh ấy trang trải những công nợ đấy, anh cũng làm ăn Gia cũng đình không có sợ. hòa khí ắt là sẽ sinh tài. Chứ gia đình có 100 tỷ, có 1.000 tỷ, vợ chồng lủng củng thì rồi của đó cũng đội nón ra đi thôi. Rồi chị cũng xem nhiều cái video của em, chị em phân tích cái bàn tay của chị kỹ hơn một chút. Bàn tay của chị là bàn tay chữ nhất. Phụ nữ mà sở hữu cái bàn tay chữ nhất sẽ là người phải thường đứng ra gánh vác, lo trên, lo dưới, lo nội, lo ngoại. Bao nhiêu cái thứ là mình phải đứng ra gánh vác hết. Cuộc sống luôn luôn hy sinh vì những người khác chứ không phải là chỉ hy sinh cho mỗi bản thân mình thôi. Rồi, đúng rồi. Bàn tay chữ nhất này, cái đường chữ nhất đó rất là đậm sâu, thể hiện là người có tâm tốt. Và sau này sẽ tương đối là thành công trong sự nghiệp. Vợ chồng tuy có hơi khắc khẩu, hơi bất đồng quan điểm nhưng vẫn ở với nhau trọn đời. Đúng rồi, hai vợ chồng chị khắc khẩu lắm, nói chuyện thì ít khi nói được lâu, đấy là vấn đề gì đấy có thể cãi nhau được ngay, nhưng mà xong lại thôi. Bởi vì hai thằng ai cũng có cái tôi lớn. Thằng nào cũng cái tôi lớn, ông cũng ngang, bà cũng ngang. Tính cách của chị như thằng đàn ông đấy. Tính dương nhiều hơn là tính âm. Chính vì thế là không thể nào tránh khỏi được cái sự khắc khẩu. Ví dụ là bản thân chị là có tính cầu tiến cao, thích mở ra làm lớn và là người tham vọng.
Còn ông xã chị lại hoàn toàn ngược lại, an phận. Ôi tầm đó thì bằng đó là được rồi, hiểu không? Thì anh cứ động viên như thế, anh cứ là nhiều cái anh động viên. Ở mua cái gì lớn, cái gì to mà đầu tư cái gì lớn, cái gì to là ông ấy sợ lắm, run lắm. Đúng rồi. Đấy. Cứ sợ thất bại rồi cứ sợ thua, hiểu không? Đúng rồi. Các đường chỉ của chị rất là rõ nét, rành mạch, nhất là đường chỉ sinh đạo, cổ tay cũng 2-3 ngấn, tuổi thọ cao, cung tử tức nổi cao, được nhờ về con cái. Đường chí đạo cũng đậm. Đấy, chị là người rất là thẳng tính, nghĩ sao buột miệng ra vậy, chứ không có thảo mai được, chứ không có, có nói những từ mà có cánh hay là nịnh bợ người khác. Nói ra những điều này chị ngại miệng lắm. Đúng rồi. Đấy, vì thế bản thân chị luôn luôn bị những người xung quanh thị phi, nói xấu, đặt điều, bởi vì mình không nói những cái từ hoa mỹ được, nịnh bợ được. Nhưng về bản chất của chị thì là thật thà, ngay thẳng. Rồi. Chị người trước đây nhà chị là nông thôn mà nên chị cũng thật thà. Thế còn sức khỏe, về sức khỏe, sức khỏe không đáng ngại, lo lắng sức khỏe ông xã chị thôi. Ông nó cày nhiều quá đấy, lúc trẻ thì cày nhiều quá đấy, sau này về già các xương khớp nó bị thoái hóa rồi dễ mắc bệnh nan y đấy. Ông ấy sẽ... anh bây giờ anh làm ác lắm, làm nhiều khi làm nó quá sức thì mình cũng thấy tội. Bảo ông ấy làm vừa thôi, cân đối, chứ đừng có làm cho cố rồi bao nhiêu tiền bao nhiêu của đó rồi cũng dư ra rồi nuôi bác sĩ hết. Đúng rồi. Khi nào thấy mệt, thấy chồng chị mệt và thôi nghỉ ngay, ở cái độ tuổi gọi là ngoài 50 rồi, cơ thể máy móc nó yếu đi rồi, cố quá là quá cố đấy. Mà chị cũng xem video của em thì thấy cái đường sinh đạo của chị nó có cái đứt thì nó vấn đề gì không? Sao, nó là hai đường chỉ song song nên không có gì đáng ngại nhé. Nó có một đường chỉ chẽ đôi, nó chạy song song liền kề, và càng về cuối nó lại càng đậm. Đó sẽ là tín hiệu nói lên về hậu vận của chị sẽ được viên mãn. Ngày trẻ vất vả bao nhiêu, cuối đời sẽ được nhờ về con cái bấy nhiêu. Rồi, thế à? Ngoài ra thế nhưng mà nói đi. Chị muốn hỏi là tại vì cái vấn đề về đất của chị ấy, thì là ví dụ như sang năm nếu mà chị có muốn bán thì có được không em? Sang năm bán sẽ thuận, nhưng mà giá sẽ không được như ý đâu, không có lời đâu. Thế là lại phải để tiếp à? Đúng rồi, phải để tiếp. Bán để trang trải trong cái tình trạng khó khăn này thì được đấy. Như em khuyên chị là nên để gồng, gồng thêm một năm gồng nữa. Khoảng tầm, 2026 thì bán sẽ được giá, ít nhất là không có lỗ. Nhưng mà một năm làm cái gì, ai cho mấy trăm triệu? Đúng rồi, khó khăn lắm. Giờ bán đi là chắc chắn phải lỗ mấy trăm triệu rồi. Có thể lên đến tiền tỷ luôn, trang trải được cái khó khăn trước mắt. Nhưng mà sao, để sang năm 2026 bắt đầu là tiếc. Đấy, bán được đi trong 2025 nhưng mà sang 2026 tiếc, bởi vì đất đai nó lên, giá trở lại bình ổn lại, bắt đầu tiếc. Ước gì lúc đó đừng bán, ráng chịu thêm năm nữa thì cái tiền lãi ngân hàng, cái tiền lãi này lãi kia nó chả đáng bao, nhưng mà bán ra nó có lời. Thế thì chị cũng phải cân đối, cái này cũng phải kinh cân đối do tài chính của mình nữa. Thằng Minh Anh cũng đồng nhiều quá rồi. Chị phải bán hàng thì nó cũng là nhỏ lẻ thôi. Chỉ cuộc sống gia đình bình thường thôi. Còn anh ấy, phần anh chạy xe tải thì anh ấy lại về cái giả lãi đấy. Nên là sợ sức khỏe cái của anh ấy. Mà năm nay anh chị đều có đều là vào tuổi 49, 50, 53 đấy. Không sao. Cuối năm. Không sao. Không sao hả? Phụ nữ 53 mới sợ, 49 nam phụ nữ 53 mới sợ và nam giới 49 thì mới sợ. Như đây là không sao. Chị là 49, ông xã chị 53, không sao. Đàn ông sợ nhất là 49, phụ nữ sợ nhất là 53, bởi vì rơi vào trùng những cái ngôi sao Thái Bạch. Còn không có gì đáng ngại hết nhé. Bảo ông chồng cân nhắc về vấn đề sức khỏe một tí thôi là sẽ được. Trên mạng gần đây có rất nhiều những cái Facebook ăn cắp clip của mình để đi lừa tiền tất cả các bạn. Vì thế, hôm nay mình tạo ra cái clip này để cảnh báo với các bạn. Nếu có Facebook nào mang tên Nguyễn Nhật Anh mà chủ động liên hệ nhắn tin với các bạn, tiếp theo là gửi những cái hình căn cước giả của mình cũng như người thân của mình qua và yêu cầu các bạn phải chuyển tiền vào số tài khoản đứng tên người khác, thì chắc chắn đây là Facebook lừa đảo. Các bạn hãy lưu ý. Mình chỉ dùng một số tài khoản duy nhất mang tên chủ tài khoản là Nguyễn Nhật Anh, Ngân hàng Vietcombank nhé. Mọi hình thức giao dịch chuyển tiền vào số tài khoản mang tên người khác đều là lừa đảo. Và có một cách chắc ăn hơn là các bạn hãy gọi video xác nhận
chính chủ đúng mặt mình rồi hãy chuyển tiền thì sẽ tránh được cái sự thiệt thòi cho các bạn.